Xin chào các anh chị, em là Thanh đến từ công ty chứng khoán MB. Hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị cách mà mình chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng trên phần mềm S24 của MB. Thì đầu tiên ấy, thì các anh chị mở tài khoản online ấy, thì bình thường là mình sẽ không thêm cái tài khoản ngân hàng. Trên sau khi mở trên app MB Mobile ấy, thì để chuyển tiền ra ngoài ấy, thì mình phải thêm cái tài khoản ngân hàng để mà mình cần chuyển ra trước. Sau đấy mình sẽ chuyển tiền. Thì có một số cách để mình thêm. Thì mình vào đây, một là mình có thể vào cái mục cài đặt này, mình chọn là tài khoản giao dịch này. Ở đây thì mình có thể thêm cái tài khoản ngân hàng hoặc là xóa cái tài khoản cũ đi, mình thêm tài khoản ngân hàng cũ được nhỉ. Xóa đi thì mình chọn cái này, còn thêm thì mình chọn vào đây, mình nhập số tài khoản ngân hàng và các công ty thì mình bấm tên tài khoản thì sẽ tên là cái tài khoản ngân hàng như hiện tại thế này. Thì sau khi có tài khoản ngân hàng mình mới là chuyển tiền được. Cách thứ hai thì mình sẽ vào cái mục chuyển tiền này, mình chọn chuyển tiền này, tiền ra ngân hàng này, mình chọn tài khoản cần chuyển này, số tiền cần chuyển cho ngân hàng này, chuyển tiền ngân hàng là cái mục thứ hai. Ở đây thì mình có thể thêm cái mục tài khoản thụ hưởng. Đấy. Thì nếu có chưa có tài khoản mình có thể thêm tài khoản của tôi ở đây, mình cũng nhập y hệt như thế, mình sẽ thêm được tài khoản ngân hàng. Sau đấy mình bấm nhập nội dung chuyển tiền này, 30.000 chẳng hạn, đấy, bấm xác nhận và thực hiện chuyển tiền. Sau khi mình chuyển tiền đấy thì mình sẽ có các lịch sử chuyển tiền này. Thì ở đây trong đây nó sẽ có thể hiện cái phần phí tạm tính này. Cái này thì nó sẽ tính bình thường chuyển sang ngân hàng khác MB thì nó là 1.000, còn chuyển trong MB thì nó miễn phí. Trạng thái này thì trạng thái đấy là ở đây thì mình theo dõi để mình xem là cái trạng thái này nó thành công hay chưa. Đấy, đã duyệt chẳng hạn, hoặc là cái lý do mà bị từ chối này, dưới có thể là do là mình nhập cái ký tự này là sai này, cái số tài khoản nó có những cái ký tự đặc biệt đấy, mình gõ số nhưng mà mình bấm dấu cách thì nó không được, hoặc là nó bị lỗi gì đấy. Thì ở đây mình sẽ theo dõi cái lý do từ chối, thì nếu mà không bị từ chối thì mình sẽ vào mình thực hiện lại thôi. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu anh chị cách chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng trên phần mềm S24. Thì anh chị có thắc mắc thì lòng liên hệ em theo số 0983 44 056. Em xin cảm ơn, chúc anh chị đầu tư thành công.